Bọc ơi. Nâng niu hả? Tại sao dép này giống dép lấy của tôi quá vậy? Dạ anh Linh nhiều dép lắm. Dạ em fan hâm mộ của anh Linh à. Dạ. Em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép long á. Em ồ vậy hay đó em, dép hay đó em. Cái gì vậy, dép hồng hồng mà phải tặng đôi dép của ông. Đặc biệt. Độc lạ. Dạ. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em. Dạ. Thấy giọng luôn. Dạ. Rồi bây giờ thử cái coi, làm thơ gì? Dạ em xin gửi bài thơ đến toàn thể mọi người. Bao ngày hẹn ước chào dân, tình yêu ấp ủ một tuần trong tim. Bấy lâu đăng ký chương trình, những ngày anh đợi ghi hình cùng em. Từng đêm nhung nhớ đầy vơi, mơ về em đó khoảng trời bình yên. Sầu vương lòng trót u phiền, thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng. Muốn chung một mối tình lang, xin em đồng ý thiếp chàng sánh đôi. Mình yêu nhau nhé em ơi, nguyện thề suốt kiếp, trọn đời bên em. Hay quá anh ơi. Hả? Hay quá hả? Dạ. Trời ơi, phải chi mà. Bơ thấy nàng tiên ở bên kia đó. Đó, hay quá. Mà qua coi bên đó tiên gì đây. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói tập trung học đi, để sao nhãn chuyện học. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm à. Từ từ đi, tập trung làm. Bây giờ cũng hơi lớn rồi. Nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai, không có thích ai rồi trong cơ quan làm cũng ai theo đuổi mình? Em không thấy luôn á chị. Không thấy luôn. Trời ơi sao khó vậy cô? Kỳ vậy ta. Đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em? Em không thấy ai đeo đuổi em á anh. Không. Trời ơi dễ thương quá. Không thấy ai đeo đuổi hết. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích một cái người đàn ông nào đó chưa? Dạ chưa luôn. Trời đất ơi. Em có cảm giác rằng em thích con trai không? Chưa thích ai sao biết được anh? Chưa em biết. Có cảm giác rằng em thích con gái. Cũng chưa biết luôn. Trời đất ơi, cái gì cũng không biết hết trơn vậy, ca này khó à. Hoang mang quá. Dễ thương quá vậy thiệt á. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, đàn gái hơi bị được á nha. Anh trai là trải qua tình trường như thế nào rồi? Bên đây là còn trinh nguyên luôn đó. Dạ. Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. Trời ơi, 3 mối rồi. Nhưng mà 2 mối tình trước là mối tình của học sinh sinh viên còn trẻ trâu á. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được, được chưa? Dạ. Có gì nữa? Dạ, giới tính rõ ràng. Cái này chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu, nãy giờ anh giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì nữa không? Không hôi nách à? Không hôi nách à? Hả? Không hôi nách à? Không hôi nách à? Sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Dữ vậy? Sao mà em kỹ, sao em thẳng thắn như vậy? Dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách, mà chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu. Không có vậy anh ơi. Trời ơi, chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này, yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn cao một chút. Khoảng 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ, em 1m70 rồi. Được. Dạ, được. Không để râu. Không đi đâu? Dạ. Ủa, đi đâu có mắc mới gì không? Dạ, tại hiện tại ba em đang để râu á. Em nhìn thấy ai mà để râu em cứ tưởng ra tuổi cả ba em. Trời ơi, trời luôn. Có cặp này có vẻ chưa gặp mặt tôi thấy xứng rồi đó. Giới tính rõ ràng hả? Dạ. Thì em là rõ ràng không? Dạ rõ ràng, em men rồi, men liền. Rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ 6 tháng đến 1 năm ạ. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có nhà với Bình Phước rồi. Có nhà riêng dạ. Luôn? Dạ. Không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa sẽ em sẽ về quê sống ở quê bên luôn. Ở bên Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không? Dạ xa quá, nhưng mà chắc nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ lại. Cũng rồi. Đấy. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ, em gái với đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp mẹ em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường và xin chào tất cả các khách mời ở trường quay và chào chắc. Cô là mẹ của Thảo Vi. Thảo Vi thì cũng hiền lắm đó, mà cũng khờ nữa. Năm nay là 25 tuổi rồi mà gia đình cũng sợ cho cháu có bồ có bịch. Từ cái ngày đi học tới giờ là cấm dứt khoát không cho bồ bịch, mà ra đi làm cũng vậy, con cố gắng làm đó, tại vì con có sự nghiệp trong tay rồi thì cái gì cũng được à. Mà cô nhận xét thì thấy em trai bên đây cũng được, bấm nút thì là cái đó là do con, chứ còn mẹ thì thấy cũng được. Dạ nếu con dâu con gái mình đi về Bình Phước làm dâu cô thấy không được mà, không cô? Nếu mà có chồng thì phải theo chồng. Dạ đó, ai cũng vậy. Dạ, dạ vậy thì tốt mẹ quá, dễ quá ha. Dạ cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thầy hiệu phó của trường cấp 3 và mẹ và chị gái cùng bạn bè.
Lần đầu tiên cho phép chào Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Nam. Tôi cũng đam mê cái chương trình này lâu rồi. Dạ. Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi, nhưng hôm nay được lên chương trình. Dạ. Tôi quá vui. Thì bây giờ nhận xét về bên bạn gái thì mẹ thấy là bạn gái bên này thì rất là dễ thương. Bấm nút ra thì các con tự quyết định. Chứ còn mẹ thì mẹ thấy là ok. Ok. Rất là ok. Mẹ ok là được rồi. Chào cho em. Thầy Hiệu Phó có nói gì không? Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các cô chú, các bạn đang có mặt ở trường quay. Thì tôi là trước đây là giáo viên dạy em Nam năm lớp 12. Suốt 9 năm qua thì thầy chỉ nói với bạn nữ là một cái điều rất là ấn tượng ở Nam là rất là nghĩa tình. Có nghĩa là dù xa trường rồi, xa lớp rồi, xa thầy rồi, nhưng mà năm nào cũng về thăm thầy hoặc vẫn liên lạc. Và trong cái tình cảm của con người chúng ta thì cái quan trọng nhất là cái nghĩa tình. Còn như mẹ Nam nói thì cái bấm nút là tùy các em. Nam ơi, bạn nữ bên này rất là dễ thương. Đó, ok. Cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy mở hàng rào ra để cho hai bạn trẻ gặp nhau nha. Cố gắng lên đây Nam. Mở cửa. Cô gái rất xinh xắn đấy. Mở cửa trái tim. Có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có thể mở món quà đó. Đứng kế bên coi hộp, ông Nam đứng sát bên. Sát bên. Cái gì vậy? Tặng đôi dép là sao? Lần đầu tiên tôi thấy tặng bạn gái đôi dép mũ. Cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu bàn chân của bạn nữ. Trời đất ơi. Nâng niu hả? Sao dép này giống dép lấy của tôi quá vậy? Dạ em. Dạ. Dạ, anh Linh nhiều dép em lắm. Em là fan hâm mộ của anh Linh nè. À vậy dạ. Dạ, em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép lông á. À. Em nên tặng. Ồ vậy hay đó em, dép hay đó em. Thử đi. Nếu gì dày dép màu hồng mình phải tặng đôi dép tổ ong. Đặc biệt. Độc lạ. Dạ, dạ đó. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em. Đó chứ quà này quà hiếm đó em ha. Dạ. Nó lạ, độc, còn tặng thì mấy kia bình thường nữa ha. Dạ. Rồi, hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy có hợp lý không? Thấy có gương mặt phu thê không? Được đấy, cô gái dễ thương lắm. Rồi, hai bạn về vị trí đi. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ, ngoại hình sáng sủa rất là... có được ạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Tính tình của em thì hơi hiền, với lại ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình lắm. Anh có ý kiến về việc đó gì đó không? Không, em thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm. Cảm ơn anh về món quà. Dạ, hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh, tặng cho khán giả và hai MC ạ. Dạ, em xin được hát một bài ạ. Dạ, hát một khúc thôi ạ. Dạ. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên, bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Dạ em xin cảm ơn. Mọi người thích ạ. Hay quá. Anh trai. Thôi giờ nè, đừng có hát nữa. Bên kia hát được rồi. Em gì đó, giả giọng hả? Châu Thanh Trì hả? Làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng hay nào. Dạ, tiểu muội à, tiểu muội có bằng lòng bình phước làm dâu của má ta không đó hả? Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu. 2 tờ 500 ta coi như 1 ngàn thôi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Quan trọng đối với ta là không được hôi nách. Người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách, chỉ có hôi nách. Chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu. Ám ảnh cái vụ đó lắm hả? Nói gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả? Chắc dạ. Có gặp rồi nên nè mới vậy chứ. Vô nói vụ đó đi nha. Dạ, dạ. Cắt từ đây cái vụ đó. Rồi. Bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè. Có một vấn đề nó muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em, với bạn bè của em được không? Cái đó thì không thành vấn đề rồi. Cái đó thì anh cũng anh vui vẻ mà, tính tình anh vui vẻ hòa đồng. Tại em cũng có một nhóm bạn hay rủ nhau về nhà nấu ăn nữa. Thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình. Tại vì anh cũng biết nấu ăn. Anh cũng biết nấu một số món ăn á. Em thì chỉ có thể phụ bếp, rửa rau thôi. Rồi nói chung đi, bên chàng trai này cũng có nhiều tài lẻ ha. Dạ. Có nhiều tài lẻ, cũng biết nấu nướng, rồi chăm sóc. Đây cũng là một trong những người đàn ông gia đình.
Vấn đề còn lại là bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau? Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương, thì mình cho nhau một cơ hội cho em nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Nút bấm là... Thì bấm cũng phải đi tìm chứ. Tìm người yêu khó lắm á. Chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu. Có thể là 20 mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai, quen với ai. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó. Phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Tay nhau nào. Bắt đầu từ giờ phút này, giờ phút mà có thể sau này các bạn sẽ ghi nhớ, đó là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau trước mặt quan viên hai họ. Mừng cho cô. Dạ, con xin hứa là sẽ chăm lo và quan tâm cho em, yêu thương em hết cuộc đời. Bây giờ xin bác, cô gái chưa bao giờ có nụ hôn đầu đời luôn đấy. Bác cho phép cháu được hôn em. Đó, thấy chưa? Đẹp đôi lắm á. Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc. Và đây là những chiếc vé xem phim cùng đọc Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đến đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ tỷ. Dung hiện gì, đang làm nghề gì? Em là giáo viên tổng phụ trách của một trường tiểu học. Giáo viên tổng phụ trách là sao em? Làm những cái hoạt động đội ở trường tiểu học đó chị. À. Rồi để xem chàng trai ngày hôm nay sẽ là ai đây. Xin mời. Gì vậy? Chào em. Người nông dân nổi dậy hả? Em tên gì? Em tên Thiện. Tên Thiện. Em làm công nhân ở đâu? Em làm quay phim ạ. Hả? Cái gì quay phim tôi hả? Tôi nghi ngờ quá nha. Quay phim sao mang khăn rằn lắm chứ vậy? Đúng rồi, anh mấy nhà quay phim mưa mang khăn. Con đã lớn khôn về. Ủa thiệt á hả? Quay phim ngày nào cũng ngắm nhìn người đẹp hết trơn á. Quay người mẫu, quay hoa hậu, quay diễn viên. Toàn là người đẹp không? Làm gì có chuyện tới đây là tìm người yêu? Thường quay những người nào nổi tiếng nào nói chứ coi. Nhiều quá nhớ không nổi anh ơi. Nhiều quá hả? Có quay chị Cát Tường lần nào chưa? Tại Cát Tường không có nằm trong chiếc người đẹp. Trời ơi. Chết chưa? Được rồi, hãy đợi đấy nha cưng. Hỏi nha. Làm gì để người ta nói chi vậy? Em phải trả thù giùm chị nha em. Em thấy chưa, giờ thấy mạt sát phụ nữ, nhất là một phụ nữ đẹp như chị mà vừa chân bị chê là thấy chưa. Giờ em có thể tự giới thiệu về bản thân mình. Em cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người, nhưng mà thường thì hơi mạnh mẽ một tí xíu. Mạnh mẽ là sao? Em không có được dịu dàng như những cô gái bình thường. Chị thấy là chị biết rồi. Tức là không có dịu dàng, nổi loạn đúng không? Em có thể nổi loạn làm gì đâu, em nói chị nghe thử. Ví dụ như là những cái công việc ở trong nhà, con trai mà có thể làm được thì em cũng có thể làm được. Có đó bình thường đâu, có gì đâu nổi loạn. Nhưng mà em làm giỏi hơn con trai nữa anh. Làm giỏi hơn, em biết quay phim không? Dạ em có thể làm diễn viên cho người ta quay. Đó. Cái vấn đề chính là cái chỗ đó đó. Bạn đó muốn làm diễn viên cho em quay được không? Cũng được. Cũng được. Anh hỏi thiệt em á, anh không tin em. Em đi quay gặp rất nhiều diễn viên người mẫu, người đẹp không? Tại sao em lại ế? Em đâu có ế đâu. Không ế tới đây chị. Tại em chưa có người yêu chứ đâu mà lại ế. Không biết trả lời quá ha. Em làm giáo viên rồi em làm cái công tác đoàn đội vậy nhiều, thì chị nghĩ là em phải gặp gỡ nhiều, thì không thể nào mà em không thể không tìm được cho mình một người yêu. Những cái người mà em tiếp xúc là những em học sinh thôi, còn những anh chị phụ trách giống như em thì người ta cũng lớn tuổi, thì người ta cũng có gia đình hết rồi, cho nên là em cũng không có kiếm được. Nhưng mà ngoài cái công việc ở trường, thời gian rảnh em không có tiếp xúc, không đi đâu, không có tiếp xúc với ai à? Dạ có cũng có đi chơi với bạn bè chứ chị. Em cũng tự hỏi là mình cũng hiền lành, nghề nghiệp cũng ổn định mà sao em. Chắc là hơi khó chịu. Có kén quá không? Dạ em đâu có kén gì đâu chị. Em muốn cái đối tượng của em là người như thế nào? Là cũng không cần đẹp mà cũng không cần xấu, chỉ cần là
Men là được rồi. Men đi, bên đó không có men rồi đó. Rồi cũng tính cách vui vẻ, hòa đồng. Rồi trung thực đó chị. Đừng có gian dối, em không thích. Thường là nghệ thuật là phải có gian dối. Trời ơi, nói gì Tường? Em nói cái gì vậy? Giờ em có thích người đàn ông làm nghệ thuật không? Thì em thấy cái chuyện đó cũng bình thường thôi chị. Bây giờ anh hỏi em nè, cái mẫu người yêu của em á là mẫu người thế nào? Có bản lĩnh, có lập trường rõ ràng, vui vẻ, vui vẻ. Em có người yêu chưa? Từ đó giờ có chưa? Có rồi anh. Mấy lần rồi? Một lần nè. Lâu chưa? 2 năm rồi. Lý do tại sao lại chia tay? Tại cô ấy đi xa rồi. Đi xa là xa tới đâu? Bển. Ở nước ngoài ấy, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi từ đó tới nay em ở vậy luôn, không có quen ai hết. Em ở vậy luôn, đúng rồi. Cái điều em không thích nhất ở người bạn trai mình là gì? Vô trách nhiệm, lụm thụm quá. Lượm thụm là râu tóc bồm xồm, quần áo hay là cái gì? Dạ, tất cả luôn đó chị. Ví dụ như là con trai thì đầu tóc thì phải để ngắn. Em cũng không thích để râu. Nhưng mà nếu mà bên đây có râu, không có râu đẹp đâu mà để thì để cũng được. Ủa râu đẹp là râu sao, mà râu sao là râu không đẹp? Râu giống anh Quyền Linh á. Là đẹp hay không đẹp? Đẹp. À, râu anh Quyền Linh là đẹp. Nay Quyền Linh lên hương quá nha. Quần áo nữa thì gọn gàng. Đi đâu á thì mình mặc đồ phù hợp với cái mục đích mà mình đến. Đây bình thường em mặc cái gì? Hả? Bình thường em mặc vậy đó. Cũng quần jean áo thun vậy đó hả? Dạ. Tại sao em lại không thích cái người bạn trai mình lôi thôi? Đi chung với mình thì gọn gàng thì mình thấy thoải mái, mà mình cũng gặp mọi người bạn mình thì mình cũng tự hào chị. Nếu trường hợp bây giờ cái anh bên đó đó, dạ, em kết rồi đó, mà bây giờ lượm thượm, tóc tai thì bê bối, bây giờ em biểu em tuốt lại mà người ta không chịu, thì bây giờ là bỏ hay là chấp nhận? Em nghĩ là có góp ý như vậy mà người ta vẫn không thay đổi. Người ta nghệ sĩ. Nghệ sĩ lượm thượm em ơi, râu đi tùm lum ông này, râu đi lõm chõm, đầu tóc lù xù, quần áo lôi thôi lết hết. Thì em sẽ xử luôn. Xử sao? Là ví dụ như là râu đi thì em tự cạo cho luôn. Chết rồi, tự cạo luôn. Tôi qua tôi coi cái nè. Hello. Chào người đẹp. Họ đẹp cái gì mà đẹp. Muộn rồi, không còn kịp nữa. Đâu có lượm thụm đâu, nãy giờ em nghe diễn tả em tưởng bên đây lượm thụm. Ta hù thôi mà. Đâu có râu đâu mà cạo, nó qua cạo đâu ông á. Được rồi. Thiệt quá. Xin chào cô giáo. Thấy phối hợp không? Thấy ấn tượng không? Hợp. Màu tím. Gì vậy ông bị mù mắt? Ông bị mù mà không Linh? Màu xanh. Anh thích nó màu tím kệ anh. Màu xanh. Ủa, mỗi người có quyền cảm nghĩ của mình về cái màu đó chứ. Thôi màu tím. Quần này màu gì? Màu vàng. Vậy đi. Màu tím và màu vàng. Rất là dễ thương. Bây giờ em nghĩ là tới thời khắc cho đôi trẻ gặp nhau đi. Kéo màn lên. Để gặp gỡ và trao đổi với nhau. Chân dung anh này. 2 phút bắt đầu. Chào cô giáo. Chào bạn. Từ nay đến giờ nói chuyện với bạn mà chưa có biết bạn bao nhiêu tuổi? Mình 27 tuổi. Bạn quay phim à? Rồi bạn có chụp hình không? Cũng biết. Mình rất thích được chụp hình đó. Mình thì không thích đi chụp hình lắm. Tiếp đi, trời ơi, còn có 1 phút nữa, lẹ đi. Và mấy chị em? 7 anh chị em, gia đình nhà bạn. Ừ, xem á. Mình là con... 5 anh chị em. Bạn là con thứ mấy trong gia đình? Mình thứ 4. Mình thứ Út. Út không có đâu có quan trọng, đi bị hỏi cái tình yêu đi, cái gì vậy? Mình năng động, mình tấn công luôn đi cưng. Chưa thấy ông quay phim nào, ông chậm như ông này chứ. Phạm Nhưng ngồi trước người đẹp rung, mắc cỡ thì sao? Nhanh lên nha. Hả? Rung lắm. Tôi thấy nãy chặt chém tôi lắm mà, đâu có rung gì đâu. Chủ động đi, lấy nét. Bạn quan điểm như thế nào về tình yêu? Cần có sự chung thủy. Nếu mà đi đến được kết quả cuối cùng thì mới bắt đầu yêu, còn không thì thôi. Mình cũng giống như bạn vậy đó. Cũng cần sự chung thủy và rõ ràng. Không có giống, mình cũng có quan điểm của mình chứ. Cái quan điểm đúng nó giống nhau vậy. Ta hỏi đúng gia đình thì cũng là đời xem. Giờ ta hỏi tình yêu nó cũng giống. Không có sáng tạo, khung hình này không có sáng tạo. Nhanh lên, còn có 30 giây. Nhìn thẳng vô mắt nhau nói chuyện nè. Đứa nhìn cái tường, đứa nhìn anh. Hết giờ. Bây giờ đặt tay ra so thành ghế. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Đặt tay ra. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý có nghĩa chúng ta không nhấn nút. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1
Từ từ. 2. Khoan. Chưa có 3. Và 3. Tôi thấy bạn nữ quay mặt lại rất là hạnh phúc rồi. Bạn cảm nhận thế nào với cô giáo bên kia mà bạn nhấn nút? Sau khi nói chuyện nãy giờ thì bản thân em thấy cũng muốn... Muốn gì? Muốn được làm quen với bạn này. Bây giờ bạn nữ cảm nhận thế nào về bạn nam đứng kế bên cạnh? Bạn ấy là người có thể mình tìm hiểu để có thể tiến tới. Có thể tiến tới? Dạ. Sao vậy? Cái điểm gì ở bên đó mà em thích vậy? Chị là chị không thích rồi đó. Không, nói chơi cho vui thôi bạn. Thì anh nghĩ rằng á... Nói chơi vậy? Chị không chạy. Rồi, chết nước trà, đỏ lên, ta còn lên nha. Để tao nói nghiêm túc hơn rồi đừng chuyện nha. Rồi, 3, 2, 1, kêu. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ được tình như Sweet Couple đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình. Còn quý vị khán giả thân mến, sau một tuần trôi qua thì chúng ta rất là hào hứng để chờ đón xem ở tuần này thì cặp đôi nào đang trên hành trình đi tìm tình yêu của mình và họ sẽ gặp ai trên hành trình đó. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón sự có mặt của nhà gái ở chiếc ghế bên cạnh mọi người nhé. Hello, này, thầy đi coi. Không có thấy giường đúng không? Là từ tốn bước chân em đi thẳng về phía trước hai bước, rồi rồi một bước nữa, rồi đi qua phía bên tay trái của mình sẽ chạm cái ghế của mình đúng rồi, rồi ngồi xuống nè, rồi mình chỉnh lại ghế ngồi nè, rồi bắt đầu chỉnh lên bước. Dạ, xong. Rồi bạn trai ơi, mình sẽ mở mặt lại ra để mình dễ nói chuyện anh ha. À, rồi. Chào anh. Chào hai anh chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ có một vài cái giới thiệu về bản thân của mình ha. Chắc là sẽ nhìn về gái trước lên ạ. Ra, mời chị. Dạ. À, tôi nghe và rất là anh nghe tầm chị đã nghĩ như vậy và em có khi và tôi một bên là đi như còn là cái gì huy ha cái gì huy rồi mình sinh năm bao nhiêu dạ năm hai nghìn chị là đúng rồi là công việc của mình hiện giờ là ở làm đây nè dạ. Thời gian làm việc của một trong này thì nó có chiếm nhiều thời gian không? Giờ thì chính dạ có rồi hiện giờ là mình sinh sống chung với ai? Như là giờ em cùng nhưng mà em cùng với anh em cùng ở gần đây đúng rồi từ quận 7 qua quận 12 là đi làm như đi phượt luôn đó. Thế thì mình hiện giờ mình ở quận 12 để tiện đi làm mình ở một mình là chị nên. Còn ở quận 7 thì gia đình mình có nhiều hai. Dạ, có ba mẹ là một bên em. Còn có khi lấy cái gì riêng mà là chung. Dạ, vậy là coi như là chị có ba mẹ là coi như nếu mình về quận 7 vào cuối tuần hay là cái dịp thì là mình về nhà ba mẹ. Dạ, rồi còn những vật nào trong cuộc đời của mình nữa không nè? À, có em trai. À, có một em trai được không? Em trai thì ở Vũ Trang. Dạ. Cái đó. Vậy là tổng cộng nhà mình có ba chị em. Dạ, bốn chị em. Bốn chị em thì còn người nữa đâu? Là bé Út với mẹ ba. Bé Út ở với ba mẹ, vậy là trên mình sẽ có một người nữa hay là mình là chị lớn? Thôi, chị là chị hai. Chị hai, rồi đến một bé ở với ba mẹ. Chị hai là tới đến ba nhà cái gần đó. Dạ. Tới với em, cái ba là em trai ở kia đâu. Còn cái phút là cái đó. Rồi, đã nhận phần rất là rõ ràng nha. À, mình sinh năm 82, vấn đề không phải là lớn tuổi hay nhỏ tuổi mà chắc chắn là trong trải nghiệm cuộc đời của mình thì tình trường chứ nó cũng phải có dày dày lên rồi. Rồi, xuống không ạ? Dạ. Thằng nó mọc lén cả hả? À, không, không như cuộc tính.
nếu mà tính chung chồng cũ luôn à, ba người rồi vậy từ từ mình sẽ quay trở lại mình bóc tách ba người sau ha. Nhưng mà đó là tình trạng của bản thân hiện giờ đang ở đây của chị Quy. Rồi anh nghe rõ cái gì chị Quy chia sẻ đây không ạ? Rồi bây giờ mình ngồi đá thì đang giới thiệu chị, chúng ta đang đi tìm chị hãy bấm ngay vào nút bấm đó, còn nếu không thì hãy nhìn nút bấm cho mình nhé. Các bạn sẽ quyết định sau ba tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Có thời gian. Có mấy lần luôn mà cái giọng của anh. Mời. Thằng Hồ Vân, nãy cái chết thằng Hồ Vân, chết thằng Hồ Vân, có phải Hồ Vân? Tất nhiên là người ta lúc là sau đánh mình thì mình cũng có đường thấy được gì. Thế là cũng tự do. Tự nhiên. Tự nhiên. Rồi, bây giờ thì mong xin bác là cho mình mong má. Nãy người ta là tình hình xích. Mẹ nó coi. Không thay được cái muôn thay ra. Hai đứa bắt đầu chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Đi. Hai đứa chính thức quen nhau rồi đó. Chào bác. Chào nghe. Đó, đầu đó. Rồi cơ, lớn. Lớn. Dẫn tay nó có gọi như không buông tay ra nha. Bắt chặt tay vô bảo vệ gái ta, bảo vệ người yêu của mình, nghe không? Bảo vệ tới hơi thở cuối cùng luôn. Em có cái loại hình rất là cán chắc, sức khỏe rất là mạnh, nói chung thời gian chơi thể thao rất là mạnh, nhưng tính tình của em rất là nhút nhát, thiếu tự tin nữa, cho nên là em phải thay đổi về cái điều đó, nghe chưa? Con gái lúc nào cũng thích đàn ông phải mạnh mẽ đó, đó. Nghe, cố gắng lên nghe. Con quan tâm bạn gái nha, quan số bạn gái nha, trai. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Nước rửa chén lau sàn đặc xã Amity. À. Gia đình mình cầm cái này lắm nào. Ờ, đây là phòng này cũng gia đúng không? Nước mắm nè, cơm, nước mắm truyền thống Phú Quốc có 130 năm tuổi đời, nước mắm tuyệt hảo, nước mắm ăn là ghiền luôn. Đây là nước uống làm đẹp da, đừng ghi nước mắm, nước uống làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Cứ tặng cho em. Ừ, nãy nó đưa cái gì hoa hôi vô. Nên là một đoán nghĩa nè, để tặng cho hai bạn như tặng là Rô Rồ sẽ đồng hành cùng với hai bạn trong cuộc chiến hẹn hò cùng nhau ha. Nội vô không thấy nó luôn á. Rồi hai đứa con nó dễ thương quá. Rồi, cái hai đứa là Phúc nha. Rồi, thôi qua đây. Sắp về xuống nha, hỏi thông cái tiếng bác từ hẹn hò sao đó rồi tính đi. Tính tới luôn nha. À, đưa bạn gái về phát ngôn luôn. Đó, bạn gái đi trước đi, rồi đi sau bảo về bạn gái. Con mẹ 21 tôi lo luôn. Chở đồ là gái xuống là bạn gái mang đứa cầm. Chở nha, rồi sau là tới mẹ luôn nha. Thank you.
Nói gì nói đó đúng không? Không có thêm đúng không?